Một người đàn ông sau khi vào nhà dân trộm tài sản bị bắt giữ đã bỏ chạy rồi nhảy xuống kênh tử vong. Những người chứng kiến vụ việc đau lòng này cho biết vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 8 năm 2020, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người có nhiều hình xăm đột nhập vào nhà của một hộ dân trên đường Ngô Gia Tự thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để trộm một cái bóp. Sau khi lấy được cái bóp thì người đàn ông này bị người dân phát hiện truy đuổi đến cầu Bình Đức thì bắt được. Sau khi bắt được, người dân đã lấy lại được cái bóp và đưa người đàn ông này quay trở lại nơi trộm trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong khi chờ cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc thì người đàn ông này tiếp tục bỏ chạy đến cầu Bình Đức và nhảy xuống kinh sáng người này bơi được một đoạn thì bị đuối nước người dân đã ném thùng nhựa xuống kinh cho ông ta bám vào nhưng người này vẫn chửi mắng và chìm xuống nước lúc này nhiều người lao xuống kênh cứu đưa vào bờ nhưng không lâu sau đó thì người đàn ông tử vong công an thành phố mỹ tho đã đến phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra làm rõ vụ việc công an đang tìm thân nhân của người đàn ông này